Chào cháu. Cháu mang cơm à? Mang cơm cho bố mẹ đi gặt à? Ừ, theo chân cậu bé đi mang cơm cho bố mẹ đi gặt nhá. Đây là cậu bé người Hơ Mông. Gạt xong phơi được mấy ngày thì bắt đầu đập. Cái này phơi được mấy ngày rồi đấy anh nhỉ? Cứ suốt ngày nghe tiếng thình thình này thôi. À. Chị đang ngủ à? Đang ngủ à? Đi theo bé tí đây là theo bố mẹ đi đập lúa rồi. Lúa này lúa gì à anh? Lúa gì à? Lúa này có tên gọi là lúa gì? Lúa này thì lúa tàu đó. Lúa tàu à? 903, 04 này à? Nhiều cái con này con ấy nhỉ? Con này không biết con gì đâu. Sóc này sạch không phun thuốc đâu nhỉ? Trên lưng đẹo con đi con vẫn đập lúa. Cháu được 1 tuổi chưa chị? Cháu ạ. Vâng. Cháu này. Cháu bé này. Chưa. Chưa được 1 tuổi được bao nhiêu tháng rồi? Rồi, 9 tháng thôi. 9 tháng à? 9 tháng đã theo bố mẹ đi lương để đập lúa này rồi à? Thế là tối nhà làm cơm không? Mình có làm cơm lúa mới đấy anh nhỉ? Thế là gạt xong hết về làm cơm lúa mới đúng không anh? Anh chị đã ăn cơm trưa chưa? Chưa ăn. Chưa ăn à? Cháu vừa mang cơm cho anh chị đấy à? Mang rồi. Vâng. Thế nghỉ ăn cơm thôi chứ anh? Không mệt quá. Bắt đầu kéo xe. Run. Lại đến điểm đập mới. Cháu đang làm món ăn à? Làm món ăn cho bố mẹ à? Đúng rồi. Nào món ăn đây, cơm chuẩn bị cho bố mẹ. À, bố mẹ đang đập lúa đúng không? Ừ. Cháu học lớp mấy rồi? Không có cháu. Hả? Không có cháu. Cháu đang học lớp mấy? Cháu ơi. Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 rồi. À, cháu học lớp 3 rồi. Thế nhà cháu có ở gần đây không? Không. Không ở xa à? Cháu tên là gì? Di. Di à? Di. Ừ, cháu tên là Di. Cái này xong cháu biết làm thế nào nữa không? Biết. Ừ, làm nào nữa? Cây này xong làm nào để ăn được? Hả? Đấy, cháu bé đã biết bằng tập này đã biết mang đồ ăn và chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ. Ừ. Giỏi nhỉ. Mệt quá rồi, ngủ thôi. Đi dậy đi đập lúa đây để đi lên ăn cơm nào. Lên đây giúp em để nấu cơm ăn nào. Nào chị lên đây giúp em để chuẩn bị cơm cho bố mẹ ăn nào. Đấy, lấy cái chỗ kia. Nào lên đây bóc dọc cây đi. Khoai, dọc mùng. Đấy, lấy cái kia kìa. Đấy, cái đấy bóc cùng em đi. Để xem em nấu kiểu gì cho bố mẹ ăn nào. Hai chị em à? Hai anh em chứ nhỉ? Nhầm, hai anh em à? Ừ, đúng rồi.
làm thế này mà cháu bé vẫn ngủ ngon. Wow, buồn ngủ quá. Anh có mấy cháu rồi? Mấy đứa con ấy? 3-4 người đấy. 3-4 đứa rồi á? À? Thế là 3 đứa hay là 4 đứa? 3 đứa. 3 đứa. Khi đi đập lúa mang theo cả dê anh nhỉ? Có một con thôi anh. Dê. Ô nó đá này. Đấy nó chả có mấy nhiều à. Đẹp lắm, đẹp trai lắm. Mình đi ăn cơm đi. Đó, xong cái này à, nó mua về đó. Đây có bánh dày à? Không có đâu. Đây thẳng bánh hả? Đây thẳng bánh dày. Wow. Em bé lại tiếp tục ngủ. Ô, oh, hai đứa. Ai cũng quạt thế này thôi anh nhỉ? Ừ, ai cũng quạt thế này thôi. Khỏe quá nhờ. Vác bao thóc này phải nặng 50 cân đấy nhờ. Gần 50 cân đấy. À. Trước quà, quà thì hơn 50 cân đấy. Ừ. Thế này khỏe rồi. Ừ. Quạt này như kiểu quạt ba tiêu quả trong phim Tôn Ngộ Không ấy nhờ. Cái quạt này mình tự làm mà anh. Đan đan bằng tre. À. Như kiểu quạt ba tiêu ấy. Ủa. Ủa phủi nặng thế. À. À như này thì nó mới bay được nhờ. Nó mới bay được cái... Nó, mình quạt thì mới có hơi à. Có hơi thì à quạt nó có gió nhiều hơn nhỉ. Có gió nhiều thì à. Không khác gì có quạt ba tiêu. À. Yeah, thì giống quạt ba tiêu đó. À quạt thóc. Quạt ba tiêu, quạt thóc. Ai cũng quạt thế này thôi anh nhỉ? Ừ, ai cũng quạt thế này thôi. À. Cái gùi thóc về. À, có cái gùi này đỡ đau vai nhỉ? Đấy, cái gùi này để gùi thóc. Không bị đau vai. Mỗi bao thóc này nặng 4-50 cân đấy. À, cái gùi. Buộc vào đây thì gánh thì để đèo lên lưng không bị đau. Đấy. Đây là cái để gùi đây. Cái này gùi cả củi nhờ. Quạt như quạt ba tiêu. Xem phim Tôn Ngộ Không ấy có cái quạt này đây.
quạt một phát Tôn Ngộ Không bay 7.800 dặm. Thóc đẹp đấy, thóc vàng lắm. Cùi cái đấy lại đi đâu ạ? À, nó có gió cơ nhờ. À, cái đấy mà cho cao xong có gió. À, anh ấy quạt luôn. À, quạt sợ nó bay cái ấy ra nhờ. Rồi. Rồi làm như thế là cái gió, bây giờ nó cũng đang có gió này. Nó cũng bay bay hết ra, đỡ ra ngoài này. Rồi, lấy cái cởi này. Dùng cái cởi này mình múc thóc mình đổ xuống. À, đổ xuống. Thế là dựa vào gió là nó bay cái hạt nếp ra đây. Đấy, quạt thế là cái hạt nếp đi.